Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Team bên trái mình này. Hai team bên bên phải chứ. Một team trên đầu. Thế có khi là 5 team hết. Anh nhìn hai team bên phải. Nhờ bay hơi xa không biết nó có vào không. Đây là khó. Rồi hai team ba kho. Không team nào bay không vào đây đi. Luôn. Thế thì nhanh anh em đồ xong cái là mình qua ba kho luôn. Anh đủ súng qua ba kho này. Chưa có được không? Mít thằng Tony đâu rồi? Alo. Hay quá, nice. Trên nhà Phúc có. Đợi anh Phúc. Trên đầu ăn có kìa, trên nhà ăn có. Ba kho đang chạy ra dưới rãnh rồi, em nhìn thấy một cái sao. Cứu Phúc về, cứu Phúc về. Cái nồi gì đấy? Công luôn em. Ôi không kịp lắp đạn vào đấy chứ. Hay trời gà. Đèn thế mẹ thằng cò hó nó cạn luôn. Con đi vào đó cho một sắp vào mồm. Ôi giời ơi, đàn em thơ đậu phộng. Anh Phúc lúc từ đầu mà không việc gì kìa. Tony là nhé, phản ánh là cầm đều quá, Tony kề thôi. Còn một team nữa ở bên ba kho đấy. Ba kho là team này chứ. Còn team nữa. Nó vào luôn mà. Xem luôn mà. Đèn lắm em ạ. Anh nghĩ ba kho vẫn còn, chắc chắn luôn. Còn thì làm hay, sao mà nó sang được. Hãy tin anh. Không biết là bot hay người nhá. Ok. Ủa xỉu giết nhiều người thế nhở. Không có rồi. Thôi anh em chạy qua kia luôn đi. Máu nước em đủ. Ok. Tony ngồi xem TV nhá. Tony nhá. Đương nhiên rồi. Buồn không thèm nói. Nó buồn quá. Chết nửa đời người. em thấy ngay nó lúc đấy mà nó không dí rồi. Nó sóc cho hai sóc. Chốt lại là do nhân phẩm thôi. Mẹ cũng không trách nó được, anh cũng đạt đồng đội nó rồi. Mà nó dí vậy nhanh quá. Nó cầm sóc lọ thì làm gì có sai số rồi em. Một sóc. Không sai. Bay màu ngay đâu. Cảm ơn Thoại nhá. Trời ơi mấy đứa còn bây giờ còn donate nhắc nhau ngủ ở trên sóng livestream nữa cơ. Ghê vậy. Dưới X3 cấp. Có em xin nha. Quay lại luôn. Anh nghĩ là thấy im ấy nhỉ? Ừ, thì sọt chắc không có người đâu. Im hơi lặng tiếng rồi. Im bặt luôn. À rồi, vừa nói xong. Đây rồi. Hết băng
better một cái chết. Kia kìa. Ừ, còn đang combat mạnh lắm. Cặc mèo kìa. Đâu, đây là tiếng Uzi ấy, không phải better đâu. Đây thằng xỉu kìa. Xỉu từ nãy giờ giết người kinh lắm luôn ấy, hình như là ở resort. Ở Zo anh. Ở Zo player đấy. Ai đổ bên kia. Xỉu đấy, xỉu đấy, team team này xỉu đấy, team này xỉu. Chỗ nhà cộng bắn là nhà cộng. Ừ. Linh ơi chạy chậm thôi, anh em mình cùng đi. Đấy. Ủa rồi, vẫn đầu, bắn chậm ơi, chậm ơi, Linh ơi, Nó bắn nhau ngay ở trong cái luôn cái đi, luôn. Trong nhà cộng. Mình trèo nóc em nhé. Ok. Có thằng. Dưới mà anh. Úi giời. Úi giời chạy mà. Này. Úi con. Lên cứu em anh ơi. Lên chạy. Này. Lên. Cứ cứu đi. Anh giữ nó ở đây. Bơm máu ra lên. Rồi. Úi. Anh Tuấn phi qua mà. Ủa, anh đi nóc nhà mà em. Anh bảo anh đi nóc nhà mà. Đâu nó ngay dưới chân anh luôn đấy. Anh ừ anh biết rồi nhưng mà anh phi lên nóc nhà rồi. Em tưởng anh không biết thằng đấy. Anh biết nhưng mà anh đang đuổi theo một thằng phi vào trong nhà. Anh nghĩ là em ở lại em bắn được. Em không biết, em thấy anh phi qua là em tưởng là ở bên đằng trước là em phi lên cái. À có thằng ở dưới chân anh gì nữa gì? Ở dưới chân luôn. Dưới chân anh không để ý, anh chỉ để ý một thằng phi vào trong thôi. Tính là chạy theo anh ấy. Hai team luôn đấy, mình clear rồi. Ý thì bị nó gạt anh em ạ. Trên cái đồi ấy vẫn còn nhá. Trên đồi lúc mình đến là vẫn còn người đang bắn ấy. Cái đồi mà có cái xương khủng long ấy. Battle rủng nhiều lắm này. Các kiểu con là điểm ở đây hết. Nhiều vãi nồi luôn. Đi không mọi người? Đi anh. Đi. Anh đang chào bọn em này. Em ra cái là anh đi luôn này. Nên check đi xem còn người không. Vừa rồi mình đến đây là có một team bắn ở ngoài đây đó mà. Chắc là nó cũng vừa clear rồi. Mu đây, ra đây. Đấy, cứ bảo sao mà team lại xa nhau. Hô cái là phải đi cùng chứ. Đây, nó mở cửa đây này. Dễ người lắm mà. Biết đâu được tụi này. Nó cứ giả boss xong tí nữa nó bạch vào người ấy bắn gì. Nát người. Xém bị húp ở. Nghĩa thì nó bế đi ạ. Còn đúng chấm máu. Lao ra phát cú hồn. Rồi lúc mình đến có một thằng bắn ở chỗ xương khủng long này đúng không? Không nhớ nữa, em không biết. Biết làm sao được. Cứ phải đề phòng, nhỡ không phải boss là nó dịch. Một ôm nhảy, một ôm núp đá. Nguy hiểm hết rồi. À rồi, ok. Hello. Hello anh nha. Ồ, quý hóa quá, được gặp các idol rồi. Đấy. Đây. Còn team bạn còn mấy người? 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 Team em 2 người. Team em 2 người. Tên là gì để tí nữa nó còn biết. Tên là gì để tí nữa nó còn biết. Giờ hay tê. Hay tê cả. Thằng này tên là chốt. À ok. À ok. Cẩn thận nha. Chỉnh cam xuống góc trái đi anh Tuấn ơi. Ủa để cam góc này không được à anh nhé. Đẹp trai như này không để. Để cái này. Xỉu chết rồi kìa. Ơ. Ơ. Xỉu từ từ à. Chắc là nhỡ thôi. Đang trêu đùa đấy. Nhớ tay. Ủa, có cái team
có cái team xe X mèo với lại xỉu bắn tởm vãi. Rồi mèo chết rồi. Rồi xong, ăn một quả gọi là sóc lọ giống Tony Sama. Nồi thẳng vào mồm luôn ạ. Chết cứng người luôn. Chết ca một đời các, người. Các bạn cứ chạy sau như thế này là mình khó nghe lắm. Của anh là bị đòi con chim. Thế à? Thì bây giờ bạn ấy cũng là con trai cũng nhồi vào đấy sao anh? Thế không nhìn thấy vào đầu kìa. Thả vào đầu. Đấy là báo giả đấy anh ơi. Lừa lừa. Cái đồ anh bị lốc ấy, nó hiện bị lốc ở con chim ra đùng. Cái nồi ạ. Sao có tiếng chân đằng sau, sao có cái hình bàn chân đằng sau chứ? Hai bạn đá chim, hai bạn đá chim. Mà nồi. Lát. Anh phải dẫn theo đồng đội chứ. Mẹ, tiếng chân này là tí nữa mình không biết đâu với đâu nữa đâu ấy. Ở gần là thôi đấy. Kêu mấy bạn ấy đi. Cởi đồ đi ăn. Đi như này là dễ chết lắm này. Vãi nồi ạ. Đình nó hút hết. Em nhặt một bình xong em nhảy xuống rồi để chờ thành một bình mà nó vẫn nhặt thêm ạ. Con gần em nó ham quá anh. Buổi sáng ôm ấy thành phố không. Tại con nhân vật này. Lô em đập lao chung. Tết bom hiệu ứng chết này, luôn. Này, 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 vô này, vô này, tình này, gặp anh gặp chính thức mạnh. Này, mọi người đi núp đi xong tí nữa anh em gặp nhau. Anh em gặp nhau. Bóng cuối, bóng okay, cuối. Ok, ok. À, ok, ok. À, em không đá team nữa, em vô tình gặp. Đi núp đi, chứ còn bắn okay, okay, cả okay, team, okay, cả team okay. Kia. Bọn địch kia nó lại chửi như anh em mình lúc đấy chửi đúng bọn rồi, kia đúng đấy. Rồi, đúng rồi. Nào, đi, 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 đi săn nào. Các bạn nên đi núp rồi. 3 này, 5 này, hết còn 9 thằng nữa thôi. Ok, ok. Lên đồi kiếm nó luôn. Lên xe, đi xe kiếm nó luôn. Đưa với bạn cởi áo à? Thôi cần gì cởi em. Chính là ngay trên đầu em. Anh đang định ra Painan. Check. Test, test thử cái tính của em rồi. Test đi, test đi. Cái đồ này hơi cao, lên hơi khó. Em đang sợ rắn xếp rồi. Lấy đi, anh ở đây rồi. Mở 249 à. Ôi. Lấy xe. Ơ kìa. Ôi xe sao giật giật lát lát anh. Có em giật lát đấy, xe nào giật lát. Anh thấy nó giật 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 giật. Ôi nhanh ấy, đã 12 rồi. 12 được kém anh. Kìa, úi dồi. Ôi, xe lướt thế nhỉ. Được không, bớt không, bớt không. Hai bên thi nhau sấy. Trong nhà em có, trong nhà em có. Lên 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 giết thằng trên tầng 2 đi. Phúc phúc phúc. Nó bắn khiếp lắm anh. Tầng 2 của Phúc ấy. Anh đắp lửa lên. Con này bắn được ấy. À nó vào rồi. Đi kia vào. Qua xuống bốn rồi. Bọn này chơi được đấy. Em thấy nhấp nhô các kiểu đấy. Tiến Linh đang ngồi cạnh Tuấn à. Nó một bên này. Sasamala. Cắt thằng bên trái lên kìa. Kẹt nó, kẹt nó. Lên không anh, lên không? Lên đi. Quá nhanh. Thằng thằng kìa. À, cái thằng ở trên trên đầu gần chỗ em là thằng nào đó? Anh đã dì bọt là trên nhà em có một thằng đấy. Ừ, trên mà đâu phải thằng này. Đấy đấy, nó chạy ra đây, nó bị bắn chết ở đây này. Ai rồi. Anh thấy nó yếu này, nó bò đâu ạ? Yếu rồi. Bây giờ có cả chỗ report vị trí á. Report vị trí là sao? Là sao? Mark the location. Report là sao? Thì là đọc truyền miệng thôi, đọc thôi. Ý là anh report cho nó cái vị trí của địch rồi ấy.
Hiểu không? Thì PC bây giờ có cả chức năng report vị trí á. Cái để trả lụa report tức là báo ấy, báo vị trí ấy. Đục quá con cá. Lên thôi anh, lên đồi thôi, kiểu gì trên này chả có rắn. Anh Tuấn like 4 tiếng rồi, đúng không? Ai chả? Bên phải kìa anh ơi. Ok ok, anh back lại. Anh nghe chưa, anh nghe chưa? Anh nghe bên rồi, anh nghe rồi, anh nghe. Bên sông, hoặc là cầu. Bọn này chán sống rồi. Khu nhà đấy, không phải cầu đâu anh. Khu nhà mình á? Không, khu nhà em binh đấy. À đâu, anh binh. Khu nhà hướng 130 này. 130 đấy, vãi nồi. Gần em. Phá nhờ. Không phải à? Ôi nhầm à? Em cứ dọa anh. Nhầm hay sao nhở? Nãy mở cốp lên chắc nghe tiếng của Tuấn. Lên nghe tiếng chân. Mở cửa, chọn rồi, chọn rồi, khu nhà rồi. Lên đồ nha, lên đồ can xuống cho dễ chứ. Ok, lên đi. Anh đứng đây hóng tí. Đi, bụt bọn này. Sao nó bắn có một tiếng rồi? Chắc là lỡ thay. Mày gọi mình chăng? Rồi bo ở trên này luôn. Cái thằng lên trên hẳn đi anh ơi. Cái thằng lúc nó nhảy ra khỏi nhà Phúc ấy, anh bắn nó yếu vãi nồi ra rồi ấy. Nó yếu. Em nhảy lên là em chạm một viên là nó chết mà. Lên bắn cho phải thằng Phan kìa. Các bạn nói tên gì em? 2 IT cái gì ấy. Rớt hay cái gì ấy? Rớt. Gần mình có. Good shot. Bọn Trung Quốc. Ui, cố thế. Siêu cực luôn. Siêu phẩm miếu, một viên chết. Giết nó đi anh, giết anh Phúc. Rồi, ok. Không, em kè đấy. Hay là có một tiền ở trên này. Rồi, xong. Cứu đi đã. Còn tin bạn kia thôi. Không phải, chưa chắc đâu. Cứ từ. Tên mình 3. Bạn ấy còn 2 mà. Còn 2. Thế thì vẫn phải còn 2 thằng nữa. Còn 2 thằng này, 2 thằng khác. Cẩn thận. Mấy kia ngoài này có người làm. Cái gì đấy? Ai quăng gì đấy? Ui gà luôn. Mẹ. Vãi nồi. Tim luôn à? Tim bạn sau này là bạn team boss hay sao này? Mặc đồ một không phải. Không phải. Bọn nó đi vòng Linh ạ. À? Ok. Đấy, các bạn đây này, 2 IT có phải không nhỉ? Trời. Đằng sau, anh ơi, đằng sau, ngay dưới hòn đá này. Ngay dưới hòn đá hướng 160 này. Công không anh? Em lên rồi này. Rồi. Hai. Thế thì còn hai bạn kia ở bên phải mình. Thế thì còn một thằng nốc gạt Phúc đúng không? Thế này em nhìn một bạn ở đây không biết là có phải bạn em mình không? Không phải. Chờ anh. À nhảy. Đây, chỗ này. Trước mặt mình thôi, trước mặt mình có một ông. Vậy là ông này team ông này 3 người. 3. Ô sao 3 ông? Vãi nồi. Ôi giời ơi. Ác thế. Thế mà vẫn gạt được anh Phúc kìa. Ác như con tê giác. Gạt mất Phúc đều rồi. Thế mà tìm bạn. Anh ơi. Thế mà bạn bảo bạn ấy có 2. Trời ơi, gạt mất một người team anh rồi. Ui rồi. Ờ, không. Tấn ơi, chuyên của anh luôn ấy. Ông này không phải team mà em nhìn. Ông này không phải team bọn em anh ơi. Đây ông khác không? Ông kia đúng không? Ông kia đúng không? Ông kia team khác không? Tuấn anh có đăng clip không vậy? Alo, anh có đăng clip không? Anh đăng clip không? Anh đăng clip không? Bây giờ như nào? Anh đang live stream đúng không? Từ từ. Đợi tí. Mình không live ở trên YouTube đâu, mình live ở trên Nimo cơ.
Ui ôi đúng thật tối. Ngày hôm thì coi Taka bắn với Taka với Ngân mới hôm qua coi xong. Nào đấm nhau đi, đấm nhau đi, đấm nhau đi. Mình thấy mẹ ép về đây tới xem mình nghĩ đi. ATM mình nghi rồi mẹ. Đấm nhá, đấm nhá. Nào, 1 2 3 đấm luôn này. Từ 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 anh ơi. Đi 2 đánh 1 ổn quẻ. Đi 2 đánh 1 ổn quẻ. Đi 2 đánh 1 đi. Đi đâu mãi bên nhau, bạn nhớ đấu vào đâu đấy. Rồi bây giờ bơm máu à bây giờ hai đánh một bơm khỏe này, bơm chán. Ôi trời ơi, thật chứ mày. Ôi trời ơi. Ok anh Tuấn nhé. Ui, gặp idol đây. Tony không kill à? Vãi cả đồi.